Hai mọi người, hôm nay anh đang có mặt ở The Vagabond Patisserie and Cafe, nằm ở số 9 đường Trần Cao Vân, quận Nhất. Wow, ngon đi vô đây mà anh tưởng anh vô The Jungle, đi vô rừng luôn á mọi người. Cảm giác như là ôi thôi chết chưa, bây giờ lại vô trong rừng rồi, đi mãi không thấy đường ra luôn. Nhưng mà nếu như bạn nào hay coi phim Mỹ giống anh á, thì các bạn sẽ thấy là nhân vật chính mà lần nào mà lạc vô trong rừng á, thì một là sẽ tìm được hoàng tử hoặc công chúa, hai là sẽ tìm được lâu đài, còn ba là sẽ tìm được kho báu. Nhưng mà cái khúc này là đi vô quán nó đã gian nan rồi, tính đi thẳng lên lầu, nhưng mà thằng em nó bắt ngăn lại soi gương, cho nên là bạn nào mà thích soi gương sống ảo giống như thằng em ngon thì có thể tới đây và đứng ngay cái góc gương đó để sống ảo nha. Nhưng mà ngon không thể đứng đó được, tại vì cái đèn nó bạch ngay thẳng vào mặt, cho nên là rất ghê. Cái lúc này lên đây thấy đông người quá, cảm giác là rất là hoang mang ngỡ ngàng, hỏi tại sao là ủa trong khu rừng của ta mà nhiều người biết tới vậy. Rồi mọi người cũng sẽ tới tranh giành kho báu hoặc là hoàng tử với ngân thì sao, đây là cái kho báu của ngân nè mọi không người. Biết có ai đam mê ăn bánh giống ngân không, nhưng mà mỗi lần mà cứ tới cái tiệm cà phê nào hoặc là bất kỳ một tiệm bánh nào mà người ta làm bánh xinh đẹp thì ngân muốn mua hết tất cả những loại bánh ở đó nha mọi người, tất cả luôn nha mọi người. Tại vì nhìn mấy em nó đẹp xinh lung linh mứt mít mượt mà, cho nên là mình không thể nào cưỡng lại nổi. Và hôm nay thằng em mình sẽ là cameraman chính của chúng ta. Thì chắc ra mục đích chính đi cà phê hôm nay là Ngân có hẹn với Minh Uy, nhưng mà rủ thằng em anh theo để chủ yếu là nó quay clip cho mình. Và bây giờ Ngân mời các bạn thưởng thức chung với Ngân chiếc bánh bơ thơm mềm miệng. Oh my god, nó mềm tan trong miệng. Và tiếp tục là ly dâu thì phải. Rồi tiếp theo là một cái bánh ngàn lớp, nhưng mà nói chung là Ngân không có nhớ được. Có một cái điều mà Ngân rất thích đó chính là các bạn sẽ tự order hoặc là kêu nhân viên tính tiền bằng một cái iPad, rất là tiện lợi, không phải réo gọi. Ok, bye.